Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, chiều nay ngày 26 tháng 6 tại tỉnh Long An, hơn 15.800 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số cụm thi trên địa bàn tỉnh. Năm nay, thành phố Tân An có 4 điểm thi với gần 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, tổng số phòng thi là 109. Trong buổi chiều, thí sinh tập trung về các điểm thi trong toàn tỉnh để nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi, đồng thời điều chỉnh những sai sót nhầm lẫn về thông tin đăng ký dự thi nếu có. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như việc hướng dẫn sơ đồ phòng thi được tổ chức chu đáo. Cùng với đó, đội ngũ tình nguyện viên luôn sẵn sàng để giúp đỡ thí sinh và người nhà khi cần thiết.